Hello hello, chào mừng tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng, bán nhà ở Góc Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng. Với một căn nhà giá rẻ thuộc trục đường Lê Văn Khương thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình với diện tích ngang 4m2, độ dài là 17m, một diện tích rất là lớn luôn. Công nhận đủ diện tích trong số là gần 70m2 đất. Và giá tiền chào bán của căn nhà mình chỉ có 4 tỷ 450 triệu đồng thôi nha. Một cái giá rất là hữu nghị cho những anh chị nào mua để ở. Cực đẹp, nhà mình là căn nhà chính chủ xây ở. Căn nhà này xây vào năm 2019, mới xây được 1 năm thôi. Và bây giờ chủ nhà đã dọn ra ngoài ở rồi và giao bán lại với giá là 4 tỷ 450 thôi, một cái giá rất là hữu nghị và theo Hưng thì rất mềm rẻ. Đây là con đường ngay trước nhà mình. Đường trước nhà rộng khoảng tầm 6m, một trục cách đường Lê Văn Khương khoảng tầm 30-40m thôi. Đây, cách đường rất gần nha. Đây, chúng ta cùng kéo lại gần trục đường Lê Văn Khương này. Đây là trục đường Lê Văn Khương nha mọi người. Cách khoảng tầm một đoạn thôi. Rất gần luôn. Đấy. Một vị trí đẹp để cho nhà mình mua để ở và làm văn phòng công ty. Đường 6m thông nha mọi người. Đây là đoạn trước nhà mình này. Đoạn trước nhà mình 6m. Đoạn phía ngoài thì 4m nha. Đường rất rộng. Và nhà mình thì làm cho khu nhà hiện hữu đồng bộ này, cao ráo đẹp hết cả nhà. Nhà mình xây năm 2019 và chủ nhà thì dọn ra phía ngoài rồi. Chúng ta cùng tham quan căn nhà mình. Nhà mình trước tiên sẽ có một lớp cổng sắt cực kỳ chắc chắn phía bên ngoài, rất chắc chắn nha. Và đây là khoảng sân đậu xe gắn máy dài khoảng tầm 2m rưỡi, chúng ta có thể đậu được 5 đến 6 cái xe máy phía ngoài này. Và bên trong sẽ có một lớp cửa cổng bằng cửa sắt nha. Nhà mình hướng chính là hướng chính Bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Và giá tiền của nó chỉ có 4 tỷ 450 triệu đồng với diện tích đất công nhận trong sổ là gần 70m2 đất. Đây là khu vực phòng khách của nhà mình. Khu vực phòng khách này thì chúng ta sẽ được ốp gạch sàn là gạch 60-60. Hai bên tường sẽ được ốp gạch lên cao khoảng tầm 1m. Và căn nhà mình là căn nhà chính chủ xây ở nên là rất chắc chắn nha. Chủ nhà dọn ra ngoài nên chưa có lau chùi nên nó hơi dơ nha mọi người. Trần thạch cao đèn chùm. Phía bên tường bên tay trái sẽ có một bức tranh phong thủy. Và chúng ta di chuyển vào trong này sẽ có khu vực cầu thang làm theo hình chữ V, với trụ và tay vịn là gỗ cam xe, kính dày một phân và được ốp đá hoa cương nha. Đất ở đây cũng đã hơn 3 tỷ một nền rồi. Nền như vậy nó khoảng tầm 3 tỷ 2. Nhà thì có 4 tỷ 450 triệu thôi. Một cái giá rất là rẻ và hợp lý. Nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ và kết cấu của nó là một trệt đúc kiên cố 3 lầu. Đây là khu vực không gian phòng bếp nha mọi người. Khu vực không gian phòng bếp với tủ gỗ cam xe được chủ nhà tặng lại một máy hút khói. Khoảng đầy tủ lạnh này, trên thì có trần thạch cao và đèn chùm. Một căn nhà chính chủ xây ở, phía sau chúng ta có khoảng giếng trời nha. Đấy, rất rộng rãi và thoáng nha. Nhà vệ sinh ở phía sau. Giá chỉ có 4 tỷ 350 triệu đồng thôi nha. Một cái giá rất là rẻ và hợp lý cho những anh chị nào mua để ở, mua để làm văn phòng công ty. Chúng ta cùng Bá Hưng di chuyển lên khu vực lầu 1, phòng ngủ số 1 và số 2 nha. Hướng nhà là hướng chính Bắc, hẻm trước nhà rộng 6m, hẻm thông, buôn bán được. Mở văn phòng công ty thì rất hợp lý nha. Đây là trục đường Lê Văn Khương thuộc phường Hiệp Thành, gần với nhà máy bia Heineken và quốc lộ 1A, cách Gò Vấp khoảng tầm 1km nha. Toàn bộ cửa vào sẽ là cửa cắp xe và sàn ở phòng ngủ vẫn là sàn gạch 60. Chủ nhà chưa lau chùi nên là hơi dơ nha mọi người. Tường được sơn nước và làm khung chỉ cũng như là dán dán tường. Phòng rất rộng nha. Phòng rất rộng, phòng nào cũng có một toilet riêng.
Phía ngoài là chúng ta có khoảng ban công đúc 1m2. Một căn nhà chính chủ xây ở. Đấy. Làm tuyệt đẹp rồi. Giá chỉ có 4 tỷ 450 triệu đồng thôi, chúng ta vẫn còn bớt với bên chủ nhà nữa. Phía bên này có toilet này. Toilet làm toilet riêng hết nha. Có giếng trời ở phía sau. Khu vực phòng số 2 nha mọi người. Đấy, phòng rất rộng, rất thoải mái. Và khi anh chị mua về chúng ta sắm thêm nội thất cũng như là lau chùi, sơn sửa lại một chút xíu, nó sẽ rất là lung linh đấy. Vì nhà mình đã qua sử dụng 1 năm rồi nên là nó hơi phai màu sơn nha, cũng là hơi dơ. Nên anh chị về nhớ sơn và lau chùi sạch sẽ, nó sẽ rất là đẹp, rất là lung linh. Phía trên này sẽ là khu vực phòng ngủ số 3. Đây là phòng ngủ số 3, rất rộng nha. Phòng nhà mình rất rộng và giá tiền của căn nhà phố này là giá đầu tư chỉ có 4 tỷ 350 thôi. Hẻm trước nhà hẻm một chục, cách đường có 30 mét thôi. Đấy, về thay mấy bóng điện đi cho nó sáng hơn. Và di chuyển lên trên sẽ là khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sau nha. Diện tích nhà mình rất là khủng, ngang 4m2, dài tới 17 mét cơ. Đây là sân thượng trước nha mọi người. Chủ nhà dọn hết đồ rồi nhưng cũng chưa lau chùi hết, rộng rãi luôn. Phía sau là phòng giặt đồ và phơi đồ. Đây có đúc hết phía trên rồi nha, đúc hết luôn. Và video của bà Hưng đây là kết thúc rồi. Quý chị, quý hàng đang xem video thì nếu yêu quý bà Hưng thì chúng ta hãy cho Hưng một lượt like cùng với một lượt đăng ký kênh và chia sẻ video lên trang cá nhân với các bạn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video lần sau.